Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình, giảng viên khoa thương mại du lịch trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sale trên phần mềm SATA. Thì để sale trên phần mềm SATA thì các bạn sẽ mở phần mềm SATA lên giúp mình nha. Rồi. Rồi trên phần mềm SATA thì các bạn lưu ý là chúng ta đưa dữ liệu vô. Thì đưa dữ liệu vô, mình lấy ví dụ mình lấy dữ liệu anh Bình đi. Rồi trong dữ liệu vô rồi nè các bạn. Bây giờ để có cái dữ liệu và chạy nó dễ nhìn thì mình sẽ làm một cái thao tác, đó là mình sẽ chạy cái thống kê trên SATA. Thì trước khi chạy thống kê á, nó có một cái phần mềm SATA, nó có một cái dở vậy nè, SPSS. Khi mà mở cái dữ liệu lên á thì nó mở luôn cái file luôn cho các bạn, còn SATA mở dữ liệu lên là nó không có mở file luôn. Nên chúng ta sẽ làm một cái thao tác như sau, đó là các bạn sẽ click vô đây nè, nó có chữ blog begin nè đó các bạn, hoặc là các bạn vô file, các bạn vô ngay chỗ blog nè, begin nè đều được hết nha các bạn ha. Rồi các bạn click đây cũng được nè. Rồi trong này các bạn sẽ đặt nó một cái tên giùm mình, và nhớ chọn đây là file log nha các bạn nha, nhớ chọn là file log nha. Rồi ở đây các bạn ví dụ mình đặt một cái tên này đi nha, tên này mới luôn nha, mình lấy mình sale nè. Rồi dữ liệu này mình muốn mới toàn bộ, mình muốn thay đổi mới hết ha, mình muốn thay đổi mới hết thì mình sẽ delete ha, mình thay thế luôn. Rồi bây giờ khi mình thay thế luôn á thì bây giờ mình sẽ chạy kết quả trước nha, mình sẽ chạy thử hai cái để các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy chạy hai mẫu đi ha. Mẫu thứ nhất là mình sẽ dùng SCK đi, SCK2, SCK3, SCK4, SCK5. Đó, mình ví dụ là mình có 5 cái đó ha, mình chạy. Rồi thôi làm luôn một lần đi. Trình độ năng lực 1 cho đến trình độ năng lực 5. Trình độ năng lực 2. Trình độ năng lực 3. Xin lỗi, 3. Trình độ năng lực 4 và trình độ năng lực 5. Rồi mình kiểm tra. Thì các bạn đánh hết giùm mình nha, mình chỉ lấy mẫu thôi để mình kiểm tra lại cái đúng không nè. Đây ok. Nếu các bạn chọn standard thì nó sẽ ra bình thường, mà chọn display edition. Display edition statistics thì nó sẽ ra phần trăm luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình chọn ra phần trăm luôn. Mình sẽ chọn một cái standard đi, chọn standard đi. Đó, nó như thế này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy một cái runback alpha ha. Mình sẽ chạy một cái mẫu runback alpha. Rồi để chạy runback alpha các bạn vô giùm mình là multi variable analysis. Các bạn chọn giùm mình cái runback alpha nha. Là trong này các bạn sẽ chọn giùm mình 1 2 3 4 số 4 trước. Rồi mình chọn số 5 nha bạn. Rồi các bạn nhấn ok ha. Nhớ mỗi lần chạy lên bắt alpha chỉ chạy cho một nhóm nha các bạn. Các bạn nhấn chọn option, giờ các bạn chọn cho mình delay item check, delay item check and test rest collection. Các bạn nhấn ok. Thì đây là alpha biến thành phần nè các bạn, alpha biến tổng nè. Alpha biến thành phần phải lớn hơn 0.6 và nhỏ hơn alpha biến tổng là 0.732. Tương tự với lại cái item rest correlation này, nó phải lớn hơn 0.3 nha các bạn. Rồi nó tương tự SPSS đó các bạn. Bây giờ coi như nó đã chạy xong rồi, nó đã lưu rồi các bạn. Bây giờ chúng ta mở lại cho nó có chưa ha, đóng lại hết nè, mình xin phép đóng nha. Rồi mở lên lại nha các bạn. Rồi mình đưa dữ liệu vô nha các bạn, mình không cần vào phím mạo. Vô file chọn open, chọn. Rồi mình đã đưa dữ liệu vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô ngay chỗ blog, chúng ta view, chúng ta chọn row, chúng ta chọn cái này là blog, chúng ta chạy file kết quả nè bạn. Đây kết quả sale nè, nhấn open và nhấn ok. Đây chúng ta chạy hồi nãy nè, hai cái nè, chúng ta chạy nhóm SCK nè. Đây các bạn ha. Thì như vậy mình đã hướng dẫn các bạn flow
Nếu bạn nào mà muốn chạy lưu tiếp tục trên cái này thì các bạn sẽ làm một cái thao tác, đó là chúng ta chạy tiếp nha. Sau khi các bạn chạy tiếp, ví dụ mình chạy tiếp đi, đó multi, rồi các bạn chọn run bắt alpha, các bạn chạy tiếp một nhóm mới nha, nhóm trình độ năng lực ha bạn ha. Đó rồi các bạn nhấn ok nha, các bạn cũng chọn option giùm mình. Này nó dở cái là nó mỗi lần chạy lại đều phải lít hết, nó không giống như là thằng XBTS nó tự động hết, còn này thì nó làm thủ công hơn. Các bạn nhấn ok rồi sau đó các bạn sẽ lưu lên cái file mà dựa trên cái file blog á, các bạn chọn file nè, các bạn chọn blog nè, các bạn chọn begin nè, các bạn chọn đây log giùm mình nè, và các bạn chọn đây là cái file mà mình muốn nè, đó để các bạn save nè. Nó sẽ hỏi các bạn là đọc thôi, chỉ đọc thôi hay là cộng vô thêm, update vô thêm á, hay là các bạn thay mới, thì chúng ta chọn update thì nó sẽ cập nhật vô cái dữ liệu vừa chạy, và chúng ta nhấn ok nha các bạn ha, chúng ta nhấn ok. Rồi thì cái sale trong SATA nó cũng hơi khó chịu hơn cái SBTS chút xíu, mà các bạn làm sẽ quen thôi. Mình cũng đã hướng dẫn các bạn xong cái phần sale dữ liệu vào cái các bạn sale dữ liệu thì nó khá đơn giản, vô file chọn sale add, đặt cho nó cái tên, ví dụ tên anh Bình đi, nhấn chữ sale là xong, đó là dữ liệu nha các bạn, thay thế luôn nè. Còn nếu mà các bạn muốn sale file kết quả thì blog chọn lâu lại đi để mình begin cho nó bắt đầu. Đó, mình bắt đầu. Nhớ là phải mở file blog trước khi chạy kết quả dữ liệu trên SATA. Nếu các bạn mở sao, các bạn phải dựa trên một cái file có trước để các bạn add nó vô, nếu không dữ liệu của các bạn sẽ bị mất. Các bạn lưu ý điều này nhé. Và tới đây thì mình xin kết thúc cái video hướng dẫn các bạn save dữ liệu trên SATA, và mình kết thúc tại đây. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.